Alo, có trên giường chỗ cái quạt cửa số ấy, tao đẩy bé trong ấy nhỉ. Chưa khô. Máy quay có. Xung quanh nghịch đi. Ơ, tiền chai của. Chai xanh bao nhiêu?
Cũng cái này á? Cái xanh. À, chơi xanh này là mình ăn xanh muối. Cái này thì mình cho cô ấy cứ tưởng cái đèn nó ra là máy quay đấy. Như thế là quay được hết à? Vâng. À thế á. Chả thế thì chả cần gì, nó tự động à? Vâng. Vâng. Từ gần trên núi cao đấy, rồi đi lên trên này lễ Phật mà đi, xong lên đấy là ngắm cảnh. Vâng. Quay xuống đây mình sẽ chụp. Động là vào động này trước rồi mới sang động kia sau. Chùa này.